chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Du Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Huyền sẽ ăn nguyên một mâm trái cây ngày Tết nha cả nhà. Hôm nay Huyền ăn mâm trái cây khổng lồ nha. Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha cả nhà. Hôm nay Huyền sẽ ăn trái cây. Đây là vú sữa nha cả nhà, vú sữa. Còn đây là quýt nha cả nhà. Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền trái cây ngày Tết nha. Thì hôm nay giờ cả nhà Huyền lu bu công việc quá trời á, Huyền mắc làm rồi. Thì hôm nay giờ ngày Tết thì ai cũng bận rộn đúng không cả nhà, thì Huyền cũng vậy, Huyền cũng rất là bận rộn luôn. Thì nên cho nên thì hơi bị bỏ bê cái kênh YouTube á cả nhà. Bỏ bê, ta nói bây giờ nó mất đề xuất cả nhà ơi, nó không có view gì trơn á, ta nói nó tuột mất tiêu luôn rồi cả nhà ơi. Hôm nay Huyền sẽ ăn mâm trái cây khổng lồ này hai loại nha cả nhà. Thì vú sữa với quýt nha. Thì Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền hôm nay, cùng ăn với Huyền nha cả nhà. Nó thì vú sữa này là 40.000 một ký cả nhà, còn quýt này là 50.000 một ký nha. Thì hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha cả nhà. Hôm nay giờ làm những cái video nó hơi sơ sài á cả nhà. Nói chung là rất là lu bu luôn. Thì cả nhà năm nay á Tết cả nhà ăn Tết lớn không cả nhà ơi? Huyền thì rất là đơn giản nha cả nhà. Huyền không có lớn cả nhà ơi, nó đơn giản lắm. Thì trong nhà chỉ có khổ qua hầm, thịt kho trứng, dưa chua, ba khía muối. Có mấy món à cả nhà. Nói chung nó rất là đơn giản. Thì những cái món đơn giản như vậy á, là bánh tét, bánh ít. Cả nhà bánh tét, bánh ít Huyền có bánh ít nhưng bữa đó Huyền không có quay bánh ít, bánh tét. Rồi Huyền cũng không có làm được những cái video đó cả nhà ơi. Nói chung á, Huyền khách lại đến nhà rất là đông luôn, Huyền không có làm video mà để ngồi nói chuyện như vậy được á cả nhà. Huyền lo nói chuyện, Huyền để cái điện thoại của Huyền nó bị nghiêng á cả nhà, nó bị nghiêng. Bây giờ Huyền sửa lại xong rồi, bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Huyền mời cả nhà ăn vú sữa ngày Tết của Huyền nha cả nhà, rất là ngon luôn nè. Đó, bây giờ Huyền nạo nè, Huyền nạo, Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Nè cả nhà, rất là ngon luôn. Đó, cả nhà thấy không? Thấy không cả nhà? Đó, rất là ngon luôn. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Xuất sắc luôn cả nhà ơi, nó siêu ngọt luôn, ngon lắm, rất là ngọt luôn. Rất là ngọt luôn cả nhà. Bữa nay Huyền ăn cái mâm trái cây khổng lồ này nè, là bữa nay là ngày mùng 4 Tết nha cả nhà. Mùng 4 Tết. Huyền mời cả nhà tiếp cho Huyền miếng nữa nha. Wow. Huyền mời cả nhà ăn nha. Siêu ngon luôn, rất là ngọt luôn. Cả nhà thấy mâm trái cây khổng lồ của Huyền hôm nay có ngon á, cả nhà hãy cho Huyền một like, một đăng ký ủng hộ Huyền nha cả nhà. Thì như Huyền cũng không quên, như Huyền xin chúc cả nhà năm mới luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lành, vạn sự tình như ý, phát tài phát lộc nha cả nhà. Sức khỏe thì dồi dào, thân tâm thì an lạc nha cả nhà. Nãy giờ Huyền cũng quên, bây giờ mới nhớ chợt. Ngon quá cả nhà ơi. Cái vú sữa này nè cả nhà. Nè, chẻ trái nào ra y như trái nấy nè. Đó, cả nhà thấy ngon không? Chẻ trái nào ra nó y như trái nấy luôn. Rất là hấp dẫn. Huyền á cả nhà, hồi xưa Huyền hay cái ăn vú sữa cả nhà, cái Huyền hay bóp vậy nè. Huyền bóp vậy nè cả nhà. Huyền dần vậy nè. Đó, Huyền dần vậy nè. Nó xong cái Huyền rút cái này ra. Nè, Huyền rút cái này ra. Đó. Huyền dần xong có Huyền rút về này ra cái Huyền nặng đó nha, Huyền nặng vậy nè. Cũng rất là ngon luôn nha cả nhà. Ngon. Nhưng mà ăn như vậy nè, mà cái trái nào nó không có sâu á thì nó ngon nha cả nhà. Lỡ cái trái nào mà nó có sâu có dòi trong này á là không biết núp luôn, ăn chắc béo dữ lắm luôn.
chắc béo dữ lắm luôn á cả nhà. Chú sữa ngọt quá trời luôn. Đã quá. Rất là ngọt. Cả nhà ơi, năm mới có ai phát tài chưa cả nhà? Ăn vú sữa này xong á, mình ăn quýt vô chắc bị chua quá cả nhà. Ngọc Huyền sẽ thử chế quýt nha cả nhà. Quýt này rất là tươi luôn, còn lá còn nhắm tùm lum hết trơn nè cả nhà. Cho nên là Huyền nghi chắc bị chua quá cả nhà. Mà trong khi Huyền ăn cái vú sữa này trước á, rồi Huyền sẽ ăn cháu quýt này lại, Huyền nghi chắc bị chua quá cả nhà. Nó thơm. Chắc bị chua thiệt rồi. Nè cả nhà. Nhìn cái thịt quýt rất là ngon luôn nè, mà không biết nó có chua. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức chú Huyền nha. Trời ơi, nó chua. Trời ơi cả nhà ơi, quýt này chưng cho có thôi chứ nó chua quá cả nhà ơi. Chứ do ăn sữa sữa trước nó ngọt rồi, mà mình ăn quýt vô sao nó chua quá không chịu nổi cả nhà ơi. Nó chua quá. Ổ quýt này nó chua quá cả nhà ơi. Đang ăn sữa sữa, vú sữa ngon làm quýt, chú quýt vô cái hấp muốn ăn này cả nhà, hấp muốn ăn quýt này. Chua quá à. Ăn vú sữa cả nhà, quýt này chưng cho có, nhìn cho nó đẹp màu vậy thôi, cho nó có màu sắc cầu vồng của ngày Tết, tượng trưng ngày Tết nha cả nhà. Chú ăn chua lắm ăn nổi cả nhà, ăn vú sữa ngon nhất. Uống sữa ngon quá. Nó ngọt. Nhai cái hộp cái rượu quá ngon. Thuốc chất. Bây giờ Huyền trả tiếp nha cả nhà. Chị ngon. Trời ơi nó ngon. Nó ngon hết nói nổi. Nhà ơi ngon hơn quýt nhiều. Quýt chua quá. Mà cả nhà. Huyền mời cả nhà nha. Ngọt chắc lội luôn. Ăn cái nào ngọt chắc cái nấy. Ăn cái này ngon không thèm ăn quýt luôn. Quýt chưng cho có thôi chứ chua muốn chết. Ăn gì nổi. Ăn cái này cái hết thèm ăn quýt. Này nó ngọt quá, ăn quýt chua hết thèm quýt. Mm.
xuất sắc. Hết chảy con chị mời. Ngon quá cả nhà. Nhưng mà mình ăn nhiều á, vú sữa này nóng hả cả nhà. Cái vú sữa này cả nhà ơi, nó rất là ngọt luôn cả nhà. Huyền ăn tổng cộng 1, 2, 3, 4. Huyền ăn 4 trái vú sữa rồi nha cả nhà. Huyền ăn tổng cộng 4 trái vú sữa. Rất là ngọt mà rất là ngon. Nhưng mà cái vú sữa này nè, mình ăn nhiều á là nó sẽ bị nóng nha cả nhà. Ăn nhiều rất là nóng nha cái này nè. Còn cái quýt này nè, cái quýt này thì nó rất là chua. Chua dữ lắm cả nhà ơi, chua ăn không nổi. Thì bây giờ Như Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Là Huyền cũng làm cái video vừa coi thôi, dài quá. Mấy ngày Tết này anh chị em không ai coi ủng hộ bị tụt bị sức chân nè cả nhà ơi. Làm dài quá không ai coi luôn. Thôi Huyền làm ngắn ngắn. Bữa nay Huyền làm video hơi ngắn chút xíu, cả nhà thông cảm cho Huyền nha. Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền và mâm trái cây này có hấp dẫn và ngon, cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha. Thì năm mới Như Huyền cũng không quên xin chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và ăn lành vạn sự tình như ý, phát tài phát lộc đầy nhà nha cả nhà. Như Huyền xin bye bye.